Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, cách đây vài tiếng đồng hồ, thông tin Facebook bị hacker đã khiến cộng đồng mạng sửng sốt, với con số ảnh hưởng cuối cùng được ghi nhận đã lên đến 90 triệu người dùng. Theo Facebook tiết lộ, tin tặc đã lợi dụng lỗ hổng về bảo mật để tấn công hệ thống, khiến cho 50 triệu tài khoản bị hack và 40 triệu tài khoản khác buộc phải đăng xuất. Ông Will Rosen, Phó Chủ tịch Quản lý Sản phẩm của Facebook, thông báo vào cuối ngày 28 tháng 9, chúng tôi đang tiến hành điều tra các bước đầu, nhưng rõ ràng tin tặc đã lợi dụng điểm yếu trong mã code của Facebook liên quan đến các tính năng. Đây là tính năng giúp cho người dùng thêm thử cá nhân của mình trông như thế nào đối với những người dùng khác. Lợi dụng điểm yếu trên, tin tặc đã đánh cắp chuỗi mã token, từ đó chiếm lấy tài khoản của người dùng. Mã token giống như một chiếc chìa khóa kỹ thuật số giúp cho đăng nhập vào tài khoản Facebook. 90 triệu tài khoản chịu ảnh hưởng là những người đã sử dụng tính năng VueAds trong vòng một năm qua. Hiện tại, Facebook đang tiến hành lập lại mã token của 90 triệu tài khoản nói trên, bao gồm 50 triệu tài khoản đã bị hack, cộng thêm 40 triệu tài khoản khác đã dùng VueAds để phòng ngừa. Những người dùng này sẽ bị đăng xuất ra khỏi Facebook và bất kỳ ứng dụng nào liên kết với tài khoản Facebook. Khi đăng nhập lại, họ sẽ nhận được thông báo trên Newsfeed giải thích chuyện gì đang diễn ra. Hiện tại, Facebook vẫn chưa biết thủ phạm là ai, đến từ đâu, cũng chưa rõ liệu các tài khoản bị hack gặp tổn thất như thế nào về mặt thông tin. Tuy nhiên, Facebook đang gấp rút điều tra và sẽ cập nhật tiếp tình hình. Đồng thời, nếu phát hiện có thêm tài khoản bị ảnh hưởng, thì Facebook sẽ tiến hành thiết lập lại mã token ngay lập tức. Facebook khẳng định rằng mọi người không cần thiết phải thay đổi mật khẩu. Tuy nhiên, nếu gặp vấn đề khi đăng nhập, mọi người hãy truy cập vào phần Help Center, tức là trung tâm trợ giúp. Ngoài ra, nếu bạn muốn chủ động đăng xuất tài khoản Facebook ra khỏi tất cả các thiết bị của mình từng sử dụng, hãy truy cập vào các mục bảo mật và đăng nhập trong phần cài đặt. Tại đây, Facebook đã liệt kê tất cả những thiết bị mà bạn đã từng đăng nhập vào. Kế đến, bạn có thể chọn đăng xuất từng thiết bị hoặc đăng xuất toàn bộ. Sau mọi nỗ lực khống chế và khắc phục, hiện tại tình hình đã có phần ổn định hơn và nguyên nhân cốt lõi dẫn đến lỗ hổng bị hack cũng ít nhiều được xác định. Đó chính là tính năng VueAds của Facebook, cho phép mỗi người dùng tự xem trang cá nhân của mình dưới góc nhìn của một bạn bè khác, đã để lộ cơ hội cho các hacker để đánh cắp token của tài khoản, từ đó lợi dụng để tạo ra công cụ truy nhập trái phép. Vậy token là gì và được ứng dụng ra sao? Về cơ bản, token trên Facebook là một đoạn mã do Facebook làm ra cho mỗi người dùng cụ thể, bao gồm cả cá nhân, fanpage hay ứng dụng liên kết. Chính đoạn mã này sẽ trở thành công cụ để bạn có thể điều hành, thực hiện nhiều thao tác quản lý mà không hẳn phải nắm rõ mật khẩu truy cập cụ thể. Nếu được sự cho phép và đồng ý, mã token hoàn toàn có thể được chuyển sang cho một đối tượng khác sử dụng truy cập thông tin tài khoản của bạn. Thông thường, token Facebook được sinh ra dành cho các lập trình viên phát triển việc tích hợp ứng dụng, phục vụ việc chuyên sâu của mình. Như vậy, làm thế nào mà token có thể giúp quản lý, điều khiển tài khoản trong khi không trực tiếp dùng mật khẩu chính để đăng nhập? Nếu vẫn thắc mắc về vấn đề này, hãy nhớ lại vào những lúc bạn đã đăng nhập website bên ngoài bằng tài khoản Facebook, hoặc khi bạn chấp nhận yêu cầu like, share thông tin về một ứng dụng nào đó trước khi sử dụng. Đó là lúc bạn đã đồng ý trao mã token của mình cho người khác. Sau cùng, tài khoản Facebook của bạn vẫn được lệnh tự động share hoặc like mà không cần đăng nhập từ đâu cả. Một trường hợp rất hay xảy ra là nếu tài khoản Facebook của bạn tự động like, share hoặc tham gia các nhóm lạ thì mã token của bạn nhiều khả năng đã để bị lộ ở đâu đó. Cách khắc phục dễ nhất là tự kiểm tra danh sách ứng dụng cho phép liên kết hoặc xóa thủ công các nhóm tự động tham gia. Trở lại câu chuyện Facebook bị hack, bên cạnh 50 triệu người dùng trực tiếp bị ảnh hưởng, còn có thêm 40 triệu người dùng khác được Facebook reset token như một bước đề phòng vì họ phát hiện thấy có dính líu liên quan đến các động thái từ tính năng VueAds. Vì thế, nhiều người dùng đã bất ngờ bị đăng xuất tài khoản cũng như mọi ứng dụng liên kết khác, buộc phải đăng nhập lại vì Facebook đã phát hiện và sửa lỗi. Sau vụ việc này, CEO Facebook Mark Zuckerberg đã bình luận, nhiều động thái cố tình chiếm quyền truy cập tài khoản và đánh cắp thông tin đã diễn ra nhằm vào chúng tôi, nhưng Facebook đã tìm được lỗ hổng và sửa chữa, đảm bảo an ninh lại cho những tài khoản bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện không ngừng chất lượng bảo mật về sau. Cũng liên quan đến thông tin về hacker, một hacker mũ trắng vừa tuyên bố rằng anh ta sẽ tự mình hack vào trang web Facebook của Mark Zuckerberg vào ngày Chủ nhật, tức là ngày 30 tháng 9 năm 2018. Trong một bài đăng trên tài khoản Facebook cá nhân có 26.000 người theo dõi, hacker Trang hứa sẽ xóa tài khoản của nhà sáng lập Facebook và phát trực tiếp sự kiện này trên Facebook Livestream. Trang hiện là một hacker nổi tiếng tại Đài Bắc Trung Hoa. Trang được vinh danh trong ngôi đền danh vọng năm 2016 của Lincorp. Vì những thành tích trong việc săn lỗ hổng phần mềm, anh ta cũng từng xâm nhập vào hệ thống quản lý xe buýt tại địa phương
và thực hiện thành công giao dịch mua vé. Trên Facebook của mình, hacker này cũng đăng tải ảnh chụp màn hình phản hồi của Facebook về lỗi mà anh ta báo cáo. Trước đây, Trang kiếm tiền bằng cách viết về các phương thức hack Facebook. Nếu hack thành công trang của Mark Zuckerberg, có thể Trang sẽ nhận được những khoản tiền thưởng khổng lồ từ Facebook. Mạng xã hội lớn nhất thế giới luôn duy trì một chương trình tặng thưởng cho các hacker phát hiện ra lỗ hổng hoặc lỗi trong các dịch vụ của họ. Nếu thành công, đây không phải là lần đầu tiên trang của Zuckerberg bị tấn công. Năm 2011, một hacker đã đăng tải thành công dòng trạng thái bằng tài khoản của Zuckerberg. Sự kiện livestream nếu không bị Facebook chặn sẽ bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều vào giờ Đài Bắc Trung Hoa. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.